đội tuyển U16 chỉ đi. Đổi điểm bóng cho U16 1. Điểm số bây giờ là 1-2. Đội U18 được quyền phát bóng. Cầu thủ Hương phát bóng. Đổi điểm bóng cho các bóng đá 2-3. Đội tuyển khu phố 8 được quyền phát bóng. Đội tuyển khu phố 6 chuẩn bị 5-3 bắt đầu. Đổi điểm bóng cho U16 4-6. Điểm bóng cho U16.
Điểm số này đang là 7-1. Đội tuyển bóng trong khu 6 5-7. Điểm bóng cho cái bóng đá 10-5. Bóng ra ngoài. Điểm bóng cho cái bóng đá 11-5. Điểm bóng cho khu phố 6, 8, 13. Thank you.